Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Đồng môn. Ta tới rồi. Ta là Hạ Thanh Dương của Lưu Tuyền Phong, cũng là trúc cơ, thủy linh căn. Ta nhổ. Ta tên là Lý Kim Sán, ta biết ngươi. Ở trên dị vấn lục có xe qua thoại bản đồng nhân của ngươi và Ninh Sư Tỷ, ta còn đang theo dõi chuyện. Nhất định là Trịnh Tinh Tinh viết bậy. Viết giống như đúc. Hơn nữa, Ninh Sư Tỷ ở phía trên, ta vô cùng hài lòng. Ta và Ninh Sư Tỷ chỉ là đồng môn bình thường. Ấy, thật ra ta cũng ship couple các ngươi. Hơn nữa, ta thật sự rất mong chờ ngày đệ tử thủ tịch của Thương Khung Nguyên Giới bị nắm thóp. Ngươi thật sự là hóng chuyện không sợ chuyện lớn. Lý đồng môn, chúng ta nên xuất phát thôi. Đi. Hai ngày sau. Trên dưới của Vương gia có tầm 35 người, chết chỉ còn lại hơn 20 người, thật là thảm. Long Tường Ti gần đây bận rộn quá nhiều việc, đều không quản được loại vụ án này. Mới đem vụ án này nhường lại cho đệ tử tiên môn đi luyện tập. Long Tường Ti sao đột nhiên lại bận rộn như vậy? Nhiệm vụ lần trước của ta, Long Tường Ti cũng chỉ là nhìn một chút, rồi lập hồ sơ. Nghe nói là ma tôn chết rồi, địa loạn nội bộ của ma tộc, khắp nơi đều làm điều sằng bậy. Chết rồi, tin tức ở đâu ra thế? Ta cũng chỉ là nghe sư huynh sư muội nói, không biết là truyền từ đâu ra, không có lửa thì sao có khói. Ninh Sư Tỷ và Tần sư huynh, nhiệm vụ lần này chính là đi săn giết người của ma tôn. Dưới cảnh giới ngưng mạch, cứ làm đại mấy vụ án là được rồi, ma tộc gì đó, cách chúng ta còn quá xa. Tập thể đó không lẽ thật sự là dấu vết ma tôn bị tiêu diệt để lại. Vậy bây giờ Tần Thâm còn đang giao dịch với ai, từ đâu lấy được cơ duyên, đây đã vượt qua sự nhận biết của mình rồi. Hạ đồng môn, ngươi còn ngây người ra đó làm gì nữa? Ừm, được. Lạnh thật. Tìm ai? Chúng ta là đệ tử của Thương Khung Nguyên Giới, đặc biệt đến giải quyết chuyện quỷ làm loạn. Là thiên sư đại giá, mời vào bên trong. Nhưng mà Hạ đồng môn, trong túi này của ngươi đựng vật gì vậy? Không lẽ là đồ ăn đấy chứ? Ừm, chính là một vài pháp khí rẻ mua ở trên phố, lỡ như có thể dùng được thì sao? Ngươi cũng khá chu đáo. Để đảm bảo an toàn. Hai vị thiên sư mời vào trong nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi mời lão ra qua đây. Các nha hoàn gia đình gặp ở trên đường từng người một đều có ấn đường phát đen. Còn không xử lý, ta thấy còn không ít người nữa cũng sẽ chết. Trên đường đến đây, ta xem qua tài liệu mà trưởng vật các đưa, nói chủ nhân của nhà này là vợ của lão gia và một cặp con trai con gái, nửa năm trước vợ không còn ngồi dậy được nữa. Con gái gần một tháng nay càng ít lộ mặt hơn, mà đứa con trai nhỏ chính là gần đây yểu thọ. Người của nhà này rốt cuộc đã chọc phải yêu ma quỷ quái gì vậy? Để ta xem thử ở đâu có yêu khí nặng nhất. Hạ đồng môn, ngươi. Ta, không phải chứ, trên người của mình có đem theo tỏa yên liên mà. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.